Bạn có biết không, đường cũng có thể gây nghiện và chúng ta cũng có rất là nhiều người đang phải cai nghiện đường. Theo một cái nghiên cứu thì trung bình mỗi người có thể sử dụng khoảng đâu đấy 74 thìa đường hàng ngày. Ồ, cái nghiên cứu gì mà lại có 74 thìa đường? Nhưng mà đường thì không chỉ là cái đường mà mọi người đường trắng đâu, mà nó sẽ còn thể lấy từ tinh bột nữa và nó sẽ chia làm hai loại chính, đấy chính là đường thực sự là đường ấy, là cái đường trắng mọi người ăn, và cái đường ẩn là có trong những thức ăn. Thật ra thì trong các hoa quả, trong chính rau xanh, trong những cái loại thịt mọi người ăn, hay trong những cái loại tinh bột mọi người ăn thì đấy được gọi là đường ẩn. Và tổng cái lượng đường mà chúng ta đưa vào người nó rơi vào khoảng hơn 70 thìa đường một ngày. Và cái đường này khi mà vào trong cơ thể nó là cái năng lượng chính để cho cái ti thể của chúng ta nó tạo thành ATP, và cái ATP đấy nó sẽ làm cho não bộ của chúng ta có nhiều năng lượng hơn, nó sinh ra nhiều những cái hormone mà giúp cho mọi người hưng phấn là dopamine. Nhưng cái vấn đề là sau khi mà mọi người ăn đường một cái ấy, thì cái dopamine để nó sẽ lên cao, nhưng cái lượng đường trong máu mà cao như thế thì nó sẽ sản sinh ra một cái insulin một cách ồ ạt, và nó lại đưa hết những cái lượng đường đấy đi vào trong tế bào và làm cho cái não bộ của chúng ta nó bị giảm dopamine một cách đột ngột, và làm cho chúng ta lại tiếp tục thèm cái cảm giác mà được hưng phấn giống như chúng ta ăn đường, là chúng ta lại phải đi tìm đồ ăn, tìm đường để nạp thêm vào. Và lúc đấy chúng ta uống một cốc nước ngọt, chúng ta sẽ uống hết một chai nước ngọt, chúng ta ăn một cái kẹo, chúng ta có thể ăn hết một gói kẹo, là vì như thế, bởi vì cái lượng đường nó tăng vọt lên nhưng nó cũng nhanh chóng giảm xuống, và não bộ của chúng ta nó thèm khát cái cảm giác hạnh phúc mà nó có trước đấy có 20 phút thôi. Thì bây giờ làm như thế nào để chúng ta có thể bỏ được cái cảm giác thèm như thế này? Thì lúc đầu á, cái nguyên nhân chủ yếu là cái lượng đường nó đang tăng rất nhanh, thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm sao chúng ta ăn để cho cái chỉ số đường huyết nó thấp. Nhưng mà để cho chỉ số đường huyết nó thấp đấy thì cơ thể của chúng ta nó chưa quen với cái việc đấy, nên mọi người xác định là chúng ta sẽ bị mệt đâu đấy khoảng 3 ngày. Nên chúng ta sẽ phải giảm dần nó xuống. Và theo khuyến cáo thì mọi người có thể lựa chọn những cái thức ăn mà có chỉ số GI nhỏ hơn 75, nếu thật ra là nó dưới 55 thì tốt hơn. Và chúng ta sẽ ăn theo cái thứ tự là rau xanh trước, rồi đến protein, rồi đến tinh bột, thì lúc đấy cái lượng đường ở trong máu của mình nó cũng sẽ không quá cao, và dần dần chúng ta có thể giảm được cái tình trạng kháng insulin, mọi người cũng bớt thèm đường đi. Nhưng mà xác định là 3 ngày đầu sẽ khá là mệt. Và người ta thấy rằng có một vài những cách có thể hữu ích để trong trong cái trường hợp mà chúng ta cai nghiện đường. Thứ nhất, đấy là mọi người phải luyện tập. Chúng ta phải có hoạt động, và cái hoạt động đấy nó sẽ cải thiện cái tình trạng kháng insulin. Tức là mọi người có thể đi bộ, mọi người có thể đi ra ngoài, mọi người chạy, mọi người tập thể dục, mọi người vận động, cười đùa. Và có một cái thông tin hay ho, đấy là khi mà mọi người có những cái cảm giác hạnh phúc giống như kiểu mọi người đi từ thiện này, chúng ta đi nói chuyện với người khác, chúng ta có những cái mà làm cho mình cảm thấy hạnh phúc ấy, như kiểu là như bác sĩ Hoa là thích cắm hoa này, hay là chồng bác sĩ Hoa thì thích chơi cá đấy, nhưng nó sinh ra những cái hormone oxytocin được gọi là cái hormone tình yêu trong người, và từ đấy thì nó có thể cải thiện được cái dopamine và cái serotonin ở trên não, nhưng lại không làm tổn thương nên những cái thụ thể ở trong đấy, và nó rất là lành mạnh và không cần phải sử dụng đến đường mà chúng ta vẫn có được cái cảm giác hạnh phúc đấy, nên chúng ta sẽ không thèm đường. Và còn nếu lúc đầu á, thì chúng ta sẽ cần có sự hỗ trợ của người nhà nếu như chúng ta đang nghiện đường rất nhiều, tức là hỗ trợ nhờ người nhà chúng ta cất bỏ những cái đồ đấy đi. Nhưng mọi người nhớ cái từ khóa là 3 ngày đầu chúng ta sẽ mệt, và vượt qua 3 ngày đấy thì chúng ta có thể cai đường một cách dễ dàng hơn.